Hòa thượng chủ trì chùa Từ Xuyên, bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay nhân mùa Phật đản năm 2024 thì ở tại chùa Từ Xuyên có chương trình đại lễ Phật đản và lời mời của ban tổ chức thì hôm nay sư về đây và có một thời pháp để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử về tham dự đại lễ hôm nay. Và bài pháp mà hôm nay sư chia sẻ với đạo tràng Phật tử có chủ đề là Đức Phật là bậc giác ngộ và Ngài chỉ dạy con đường đi đến giác ngộ. Đây 2648 năm về trước thì ở tại thành Katinavê, nhà vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia thì có ước nguyện mong muốn được sinh một vị hoàng tử để nối nghiệp, để nối dõi cái sự nghiệp đế vương trị vì cái dân chúng ở cái thành Katinavê, Kapinamathu. Và hoàng hậu Maja đã khi mà có thai thì bà đã theo cái tục lệ là trở về quê ngoại, và trên cái con đường đi về từ thành Katinavê trở về cái thành Kodija và đến cái khu vườn Nâm Tỳ Ni thì bà đã vào cái khu vườn đấy nghỉ ngơi dưới cái gốc cây vô im và đã hạ sinh một vị hoàng thái tử. Và khi trở về hoàng cung thì vua Tịnh Phạn đã mời các vị thầy tiên tri đoán số mạng, thì các vị thầy tiên tri thấy rằng một vị hoàng tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và tương truyền ở trong các kinh điển Vệ Đà ở trong dân gian là một cái vị nào mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì lớn lên sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương hoặc là một vị Phật chánh đẳng giác. Vậy thì cái tương lai của vị hoàng thái tử ấy sẽ là một trong hai cái sự nghiệp ấy. Và vua Tịnh Phạn vương đã đặt tên cho hoàng tử là Siddhartha, như là một người đạt được những ước nguyện của mình. Và cái vị hoàng tử này khi đản sinh được 7 ngày thì hoàng hậu Maja từ trần và được nuôi dưỡng bởi di mẫu là Maha Pasavade. Và hoàng tử lớn lên rất là thông minh, học thông thạo tất cả các cái pháp môn về các cái văn hóa cũng như là những cái kỹ thuật quân sự. Và khi mà năm lên 7 tuổi thì vua cha ra một cái buổi lễ hạ điền và thái tử Tất Đạt Đa đã ra tham dự buổi lễ. Và thái tử Tất Đạt Đa Siddhartha lúc ấy quan sát nhận thấy cái cảnh ở trên cuộc đời, tức là một người có cái sự nhìn nhận biết rằng cái cuộc đời này có rất là nhiều cái nỗi thống khổ. Còn đối với người thường, đối với những người phàm phu bình thường thì chỉ nhìn thấy những niềm vui. Còn đối với một bậc thánh nhân, một bậc giác ngộ, một bậc Bồ Tát ra đời, lúc đấy thái tử Siddhartha chưa phải là bậc giác ngộ nhưng Ngài là một vị Bồ Tát đản sinh. Cho nên Ngài có cái nhìn nhận quan sát vào những cái nỗi thống khổ trên cuộc đời, nhìn thấy những người già bệnh chết, nhìn thấy những cái loài lớn ăn thịt nuốt sống những loài nhỏ bé, thấy cái cảnh tương tàn tương sát trên thế gian. Vì quan sát thấy những cái nỗi khổ ấy cho nên có cái sự nhàm chán đối với thế gian, không ưa thích đối với thế gian, không chạy theo những cái dục lạc của thế gian. Cho nên vị thái tử mới 7 tuổi đã có thể ngồi tiết già lưng thẳng và chánh niệm trên hơi thở
vị ấy đã nhập vào sơ thiền. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi thiền và vị ấy cũng nhập được vào trạng thái của sơ thiền. Đấy là một cái trải nghiệm đầu tiên về cái con đường tâm linh, về cái con đường giác ngộ. Và khi sau này khi lớn lên thì vị Hoàng Thái Tử ấy đi dạo chơi bốn cửa thành, nhận thấy bốn cảnh, đó là cảnh người già, người bệnh và người chết. Những cái cảnh người già, người bệnh và người chết này thì ai cũng nhìn thấy trên cuộc đời. Nhưng đối với những người phàm phu bị vô minh che lấp, bị tham ái trói buộc, người ta không có sự thức tỉnh. Dù có nhìn thấy cảnh già mà người ta không biết rằng mình sẽ già, dù có thấy người bệnh, người ta cũng không thể nhận ra rằng rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ bệnh. Thấy người chết, người ta cũng không có nhận ra rằng mình sẽ chết. Vậy thì đối với một cái bậc có cái chủng tử, có cái hạt giống của cái sự giác ngộ, thì vị ấy nhìn thấy những cái sự vô thường, sinh diệt, những cái sự đổi thay, những cái sự hoại diệt, những sự khổ đau, những cái sự giả tạo trên cuộc đời. Chính vì vậy mà vị ấy lại càng nhàm chán hơn, lại càng ni tham hơn, lại càng buông xả hơn, lại không có tham ái, không có chấp trước. Cho dù vị ấy là một cái vị hoàng tử, cho dù vị ấy sẽ trở thành một cái vị đế vương, cho dù có quyền lực lớn, có danh vọng lớn, có tài sản lớn, có những cái dục nạc lớn, nhưng đối với một cái bậc có cái hạt giống trí tuệ thì ấy vẫn coi đó là khổ đau. Vì ấy vẫn thấy rằng đó là giả tạo, vẫn thấy rằng đó là vô thường. Vì ấy thấy rằng tất cả những thứ đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Càng đi theo những cái thứ, những tham đắm, những dục vọng trên cuộc đời sẽ càng đau khổ. Và đó chính là những cái hạt giống trí tuệ đang chuẩn bị nảy mầm ở trong một bậc Bồ Tát, ở trong con người của một vị đã thực hành Bồ Tát đạo vô lượng kiếp. Và khi nhìn thấy một cái vị Sa môn ngồi thiền định thì vị Thái tử đã đến hỏi là mục đích ngài ngồi thiền định để làm gì. Thì vị Sa môn trả lời rằng để giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Và đó chính là cái điều đó đã thức tỉnh, khiến cho một vị Thái tử nhìn thấy con đường, thấy được cái con đường giải thoát khổ đau, thấy được cái con đường đi đến cái sự giác ngộ chân lý. Và vị hoàng tử đã từ bỏ tất cả những cái dục nạc, những nạc thú ở trên cuộc đời, từ bỏ vương quyền, từ bỏ chức quyền tài sản, từ bỏ tất cả những cái nạc thú trần gian để đi xuất gia tầm đạo. Và vì ấy đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Và cái con đường tu khổ hạnh ấy nó trở nên cực đoan và không thể đắc đạo được. Vì ấy đã thực hành cái hạnh khổ hạnh, đó là nhịn ăn, nín thở. Và Thái tử và Bồ Tát Siddhartha đã thực hành như thế suốt 6 năm, khiến cho thân thể gầy gò nhưng vẫn không giác ngộ, không ngộ ra được các chân lý, các sự thật. Rồi khi nghe được cái tiếng đàn của một vị vua trời đế thích, cái tiếng đàn ấy có khi trùng, có khi căng, có khi ở cái mức vừa vừa. Và khi mà cái dây đàn nó căng quá, nó cũng không phát ra cái tiếng đàn, nó trùng quá cũng không được. Mà chỉ khi nào cái dây đàn nó vừa phải thì tiếng đàn nó mới vang vọng. Điều đó lại thức tỉnh cho vị Bồ Tát về cái con đường trung đạo. Nếu một khi tu tập mà khổ hạnh quá, ép sát quá, khắc nghiệt quá, sẽ cạn kiệt sức lực, không đủ sức để giác ngộ, không đủ sức để phát triển được những cái sự chứng ngộ, chứng đắc các cái đạo quả giải thoát. Còn nếu như cái cuộc sống mà chạy theo những cái vật chất, chạy theo những cái dục nạc, hưởng thụ những cái nạc thú một cách quá sung mãn, thì cái con đường ấy cũng không đi đến sự giải thoát.
và vị ấy đã ngộ ra con đường trung đạo, đó là có cái sự thọ nhận ở cái mức độ vừa phải, có ăn uống cho đủ sức khỏe để thực hành pháp. Rồi vị ấy từ bỏ con đường khổ hạnh và đã đi khất thực ăn uống bình thường cho thân tâm cường tráng và có đủ sức lực để tiếp tục thực hành các pháp thiền. Và vào một cái đêm trước khi thành đạo thì Bồ Tát Siddhartha ngồi dưới gốc cây đa và có một cái người nữ Suchata đã mang một cái đĩa vàng cùng với cái món cơm sữa đến để dâng cúng. Và Bồ Tát Siddhartha khi mà nhận thọ nhận cái món cơm sữa này xong, mang cái đĩa vàng ấy đi đến bờ sông và phát nguyện rằng: nếu ta có thể tu thành chánh đẳng giác thì cái đĩa này sẽ trôi ngược dòng sông. Và đúng là cái đĩa ấy đã trôi ngược dòng sông. Điều đó để thức tỉnh, điều đó để khẳng định một lần nữa rằng con đường tu đạo sẽ thành tựu. Và cũng buổi chiều hôm ấy thì Bồ Tát Siddhartha đến gốc cây Bồ Đề, lấy một cái nắm cỏ cát tường làm bồ đoàn và ngồi thiền ở đấy với một cái phát nguyện rằng: nếu ta không thành đạo, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng không rời khỏi cái bồ đoàn này, ta không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Và cũng hôm đấy vị Bồ Tát đã thực hành thiền định, đã ngồi thiền định. Thì vị Bồ Tát đã nhớ lại cái lúc mà mình lên 7 tuổi, mình đã từng chú tâm trên hơi thở, đã vào cái trạng thái của sơ thiền. Và có thể cái con đường này, pháp môn này chính là cái cửa ngõ, chính là đạo lộ để dẫn đến giải thoát giác ngộ. Rồi Bồ Tát tiếp tục nhập vào trong cái tầng thiền ấy, chú tâm trên hơi thở, rồi lại trở vào trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì khi nhập vào các cái tầng thiền định thâm sâu định tĩnh ấy, ác ma đến quấy phá. Nhưng vì tâm định tĩnh bất động, khi một cái người có tâm bất động sẽ vượt ngoài cái tầm mắt của ác ma, ác ma không thể phá được. Cái người đã trú ở trong các tầng thiền, đã ni dục, ác ma chỉ có thể phá được những người còn tham dục. Khi các căn của mình còn đắm nhiễm với các cảnh trần, đối với một cái người nào tu tập, mình phát khởi lên cái tâm nguyện muốn được giải thoát giác ngộ, nhưng mình không hộ trì, không thu thúc các căn, mình ưa thích những cảnh trần, đắm nhiễm cảnh trần, mắt nhìn sắc đẹp mà không buông xả, còn nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, thì sẽ bị ác ma chi phối, ác ma điều khiển. Ác ma sẽ làm cho người ấy đắm nhiễm đối với cái cảnh sắc đẹp ấy, chạy theo những cảnh sắc đẹp ấy, ưa thích sắc đẹp ấy, không thể nào thoát khỏi cái sự trói buộc của ác ma. Rồi vì ấy sẽ thối lui trên cái con đường đạo, và vì ấy sẽ đọa lạc, sẽ không có thể thành tựu được những pháp thượng nhân chi kiến thủ thẳng. Còn đối với Bồ Tát lúc ấy, ngài đã nhập vào các tầm thiền định tĩnh, ni dục, ni các pháp bất thiện, cho nên ác ma không phá hoại được, và ác ma đã thất bại, phải kéo quân về. Và Bồ Tát tiếp tục tu tập từ cái năng lực của thiền định, của cái tâm nhu nhuyễn vững chắc bất động ấy. Vào canh thứ nhất thì Bồ Tát Siddhartha hướng tâm về các kiếp sống quá khứ, ngài thấy được những cái đời sống quá khứ, cả những cái nét đại cương và chi tiết từ một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, 1000 đời, hàng trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp, nhiều a tăng tỷ kiếp. Ngài thấy được những cái kiếp sống quá khứ của mình một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể như vậy. Đấy là sự giác ngộ thứ nhất, đấy là chi kiến thứ nhất, đấy là cái sự đoạn trừ được những cái hoài nghi là mình có những kiếp sống quá khứ hay không. Còn đối với một cái người phàm phu, một cái người không có cái sự tu tập thì không thể nào nhớ lại được những kiếp sống quá khứ của mình. Vì vậy cho nên là người ta hay có những cái hoài nghi, không biết mình có kiếp quá khứ hay không.
và quá khứ ta là gì, quá khứ ta như thế nào, và không biết mình có kiếp tương lai hay không, sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ muốn biết mình có kiếp quá khứ hay không thì cần phải tu giống như Đức Phật ấy, phải ngồi thiền, cho vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động ấy mới nhớ lại được đời sống quá khứ. Thì lúc ấy những cái hoài nghi, những cái thắc mắc của mình nó mới được đoạn trừ. Đấy là cái sự đoạn trừ được những cái do dự hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi vào canh thứ hai, cũng cái tâm định tĩnh thuần tịnh nhu nhuyễn vững chắc bất động ấy, vì Bồ Tát hướng tâm đến sự sinh tử của chúng sinh, vì ấy thấy rằng chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia theo những cái nghiệp thiện ác của mình. Có những chúng sinh khi sống ở trên đời tạo những cái ác nghiệp về thân, như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tạo những cái ác nghiệp về lời nói dối, nói những cái lời chia rẽ, nói lời thủ phiếm, nói lời nhảm nhí, nói lời hung dữ độc ác, có tà kiến, tham sân si, tạo các cái ác nghiệp theo tà kiến, phỉ báng các cái bậc thánh, phỉ báng những chân lý, những sự thật. Thì những chúng sinh ấy sau khi thân hoại mạng chung, đọa xuống các đọa xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, chịu những cái nỗi thống khổ khủng cực. Và những cái chúng sinh nào khi sống ở trên đời làm những cái thiện hạnh về thân, về lời nói, có chánh kiến, tạo các cái thiện nghiệp, có chánh kiến, thì khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về những cái cõi lành, cõi thiên thú, cõi thiên giới, cõi đời này, hưởng những cái phước này cao quý. Như vậy thì là sinh về đâu là do mình, do cái tâm thiện ác của mình, cái cuộc sống của mình khổ đau hay hạnh phúc là do cái nội tâm thanh tịnh hay ô nhiễm của mình. Không có một cái đấng thần linh thượng đế nào ban phước này cho mình, cũng không có ai là cái người hành hạ trừng phạt ai, mà trên đời này mình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, là quyến thuộc, là bà con của nghiệp. Nghiệp đi theo mình từ đời này đến đời khác, tạo ra những cái thiện nghiệp thì mình được hưởng phước lành, tạo ra ác nghiệp thì mình chịu quả báo khổ đau. Thì đó là cái sự giác ngộ, đó là cái tri kiến, đó là cái thấy được cái sự thật thứ hai. Đấy là một cái sự giác ngộ của Đức Phật. Rồi Ngài không dừng lại ở cái sự giác ngộ ấy, không thỏa mãn với sự giác ngộ ấy, tiếp tục tu tập. Thì Ngài biết rằng dù có nhớ lại những đời sống quá khứ nhưng phiền não vẫn còn đây. Dù có thiên nhãn trí thấy được các cảnh giới khác như địa ngục và thiên giới nhưng tham sân si vẫn chưa đoạn trừ, thì chưa thể chấm dứt khổ đau. Vậy cái mục tiêu thứ tiếp theo mà Đức Phật hướng đến đó là cắt đứt những cái phiền não này, cắt đứt những cái tâm bất thiện này, cắt đứt những cái tham sân si, cắt đứt cái vô minh tham ái này. Thì Ngài đã thực hành cái pháp đó là tuệ quán, thấy được cái thân này là khổ, sắc này là khổ, bởi vì nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn là vô thường, nó không phải là ta, mình không làm chủ được nó. Mình không thể làm cho nó trẻ mãi không già, mình không thể làm cho nó sống mãi không chết, mình không thể làm cho nó hạnh phúc trường tồn bất kỳ. Vì vậy cho nên mình không có quyền gì với cái sắc thân của mình hết. Nó là đất nước lửa gió, nó đến do nhân duyên, nó hợp, nó đi do nhân duyên, nó tan. Vậy thì các pháp nó đến là do cái nhân duyên, chứ không phải là do ý muốn của mình. Cái thân này nó vậy, nó đến cái cõi đời này là do nhân duyên, nó đi khỏi cái cõi đời này là do hết duyên. Đấy là cái sự quan sát, thấy đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sinh già bệnh chết, đây là sầu đi khổ yêu não, đây là khổ, thân năm uẩn này là khổ, là vô thường, là vô ngã. Thấy được như vậy và cũng thấy ra được cái nhân nào nó sinh ra cái thân năm uẩn này, đó là do mình có sự chấp trước, do có cái sự hiểu sai, do có cái tà kiến, nghĩ rằng thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên mình chấp trước, chấp thủ vào, rồi mới tạo ra thành những cái nghiệp. Vì vậy nên là vì
có cái nghiệp hữu nên có tái sinh, vì có chấp thủ nên có nghiệp hữu, vì có tham ái cho nên mới có chấp thủ, vì có cảm thọ cho nên có tham ái, vì có xúc cho nên có thọ, vì có danh sắc, có lục nhập cho nên có xúc, vì có thức cho nên có danh sắc, vì có hành cho nên có thức, vì có vô minh cho nên có hành. Vậy cái vòng luân hồi sinh tử nó khởi nguồn từ vô minh. Vô minh là cái sự không nhận thức đúng, không hiểu biết đúng, không có chi kiến đúng, không có cái trí tuệ để thấy đúng sự thật, mà đó là cái sự tà kiến, tà trí hiểu sai sự thật. Vậy cái muốn diệt trừ được cái khổ đau sinh tử này phải diệt trừ từ vô minh. Vô minh như là bóng tối, và muốn đối trị được với bóng tối thì cần có ánh sáng. Ánh sáng ấy là trí tuệ. Trí tuệ là thấy ra các sự thật, thấy ra được thân này là khổ, là vô thường, là vô ngã. Đấy là trí tuệ. Và cứ liên tục nhận định như thế, quan sát như thế, tuệ chi như thế, thắng chi như thế, liễu chi như thế, thì vô minh sẽ đoạn trừ. Vô minh trừ diệt rồi thì hành thức danh sắc lục nhập, tham ái chấp thủ đều được đoạn trừ hết, thì cái tái sinh này sẽ chấm dứt. Vậy cái con đường để đi đến chấm dứt tái sinh nó bắt nguồn từ cái việc cần phải có sự nhận thức đúng, cần có suy xét đúng, rồi cần có cái sự thay đổi về những cái lời nói, những hành động, những việc làm. Và sau đó vị ấy cần phải tinh tấn thực hành chánh niệm, tỉnh giác. Vị ấy cần phải có cái sự niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để thấy ra được các cái sự thật trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Vị ấy cần có chánh niệm như thế, có tâm định tĩnh như thế, có sự thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động của chánh niệm như thế. Rồi vị ấy cũng có thể nhớ lại những đời sống quá khứ, có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, và có thể đoạn tận được vô minh tham ái, có thể chấm dứt được khổ đau, thành tựu được chính trí, chứng ngộ được niết bàn. Đó là cái con đường đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ. Và khi vị Bồ Tát quán sát như vậy, ngài ngộ ra cái sự thật đây là khổ. Khổ là khi mình có cái thân này này, có sự sống này này, có sự tái sinh này này, có sự hiện diện của sắc thọ tưởng hành thức, của thân tâm năm muộn này, đấy là khổ. Khổ ở trong bên trong mình. Người nào có cái sắc thân năm muộn, người ấy cũng khổ, dù ở xa ở gần, ở quá khứ hay tương lai, dù là cao thượng hay hạ liệt, dù là thô hay tế, trung thiên hay là loài người, hay là bất cứ một cái cõi nào đã có sự hiện hữu thì sẽ có khổ. Thì đấy là khổ, cần phải biết tập là những cái phiền não tham sân si ở trong lòng ấy, đấy là nhân sinh ra khổ, cần phải đoạn trừ. Và cái sự niết bàn chấm dứt khổ đau là cái có thể chứng đắc được. Và con đường để đi đến chứng đắc ấy là phải tu tập tuần tự từ thấp đến cao, theo văn, theo tư, theo tu, theo giới, theo định, theo tuệ, theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và sẽ đi đến chánh trí, chánh giải thoát. Khi giác ngộ được bốn sự thật ấy, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạm đế ấy, thì vị ấy có được cái trí tuệ giác ngộ, đó là giác ngộ chân lý, giác ngộ tứ thánh đế, giác ngộ bốn sự thật, và trở thành một bậc giác ngộ, đó chính là Đức Phật. Đức Phật là bậc giác ngộ là như vậy. Đó là ngài giác ngộ, là ngài thấy ra các sự thật. Ngài là bậc có tam minh, có túc mạng minh, nhớ về đời sống quá khứ, có thiên nhãn minh, thấy được các cái cõi sống khác nhau, có nậu tận minh, là đã đoạn trừ hết tất cả những cái vô minh, những tham ái, những phiền não ở trong nội tâm. Đấy là tam minh. Vậy thì Đức Phật là bậc giác ngộ. Tại sao nói ngài là bậc giác ngộ? Vì ngài có thể thấy ra được những sự thật thâm sâu vi diệu như vậy, cho nên ngài là bậc giác ngộ. Kể từ ấy, kể từ giờ phút đấy, từ đó, lúc đó là vào canh ba, trong cái đêm mà thành đạo tại dưới gốc cây Bồ Đề, ngài đã có đầy đủ cả túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh, và trở thành một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trở thành một bậc giác ngộ.
có đầy đủ các ân đức là Ngài là Thế Tôn, bậc xứng đáng được cúng dường, bậc chánh biến chi, tức là bậc toàn chi diệu giác, bậc minh hạnh tốt, thiện thế, thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, bậc thầy của trời người, bậc giác ngộ, và Ngài là Đức Thế Tôn. Đó là những cái danh xưng, đó là những ân đức, đó là cái trí tuệ thù thắng của Đức Phật, là bậc giác ngộ. Từ lúc ấy mà đi, có một bậc giác ngộ xuất hiện trên đời ngay tại dưới cội Bồ Đề. Và khi mà Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi thì Đức Phật tiếp tục ngồi ở ngay tại đấy, vẫn tại dưới gốc cây Bồ Đề ấy. Ngài ngồi nhập thiền quả, Ngài trú vào trong cái quả vị hữu dư niết bàn, Ngài trú vào trong cái quả vị giải thoát ấy, thiền siêu thế ấy, với tâm định tĩnh vô cấu nhiễm ấy, 7 ngày 7 đêm liên tục không gián đoạn, để hưởng thọ cái sự hạnh phúc, cái an lạc của sự giải thoát, của cái tâm không còn não phiền, trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử, đến bây giờ mới đoạn trừ hết được phiền não, đến bây giờ mới có được cái trí tuệ giác ngộ, đến bây giờ mới chứng ngộ được niết bàn, đến bây giờ mới giải thoát khổ đau. Và Ngài trú ở trong cái thành quả giải thoát đấy 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó Đức Phật bậc giác ngộ ấy lại đứng nhìn cây Bồ Đề 7 ngày 7 đêm để tri ân cái cây này đã che nắng che mưa, đã che chở cho ta tu thành chánh quả. Rồi Đức Phật lại đi thiền hành 7 ngày 7 đêm bên cái gốc cây Bồ Đề ấy. Đấy là tuần thứ 3. Rồi đến tuần thứ 4, Ngài ngồi thiền ở bên cạnh ấy, có các con gái của ma vương đến cám dỗ, nhưng tâm Ngài không động. Rồi đến tuần thứ 5, thứ 6, Ngài cũng vẫn ngồi thiền ở xung quanh cây Bồ Đề ấy. Đến tuần thứ 7 thì Ngài ngồi thiền ở bên cái bờ hồ, và có một trận mưa 7 ngày 7 đêm, có long thần hộ pháp đã đến cuốn quanh thân Ngài, che mưa nắng cho Ngài trong 7 ngày 7 đêm ấy. Và sau đó, sau 7 ngày 7 đêm ấy, thì Đức Phật bắt đầu quan sát đến cái sự hoàng dương Phật Pháp, đến cái con đường đi giác ngộ cho chúng sinh. Ngài thấy chúng sinh này ở trên đời giống như hoa sen vậy, có hoa sen cỏ đã ra khỏi nước, có hoa sen còn ở trong nước, có hoa sen còn ở trong bùn. Vậy nên là chúng sinh căn cơ không đồng, có những người có nhiều phiền não, có người có ít phiền não. Và những cái người nào có ít phiền não, Ngài có thể giáo hóa cho người đó giác ngộ được các sự thật dễ dàng, nhanh chóng. Với những người có phiền não nhiều hơn thì cần phải trải qua những cái giai đoạn tu tập một thời gian để đi đến giác ngộ. Còn có những người còn quá nhiều phiền não, không đủ cái trí tuệ để nhận thức, không đủ cái trí tuệ để hiểu biết, không đủ cái trí tuệ để thấy các cái sự thật này, thì những người ấy cần phải tạo tác, cần phải tích lũy các ba la mật, cần phải phát nguyện, cần phải phát tâm, cần phải khởi cái tâm, cần phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp thì mới có thể giác ngộ được cái giáo pháp thâm sâu vi diệu này. Như vậy, khi suy xét, khi nhận quán sát cái căn tánh của chúng sinh như vậy, và lúc ấy Đức Phật bậc giác ngộ muốn đi thuyết pháp để giác ngộ cho đời, Ngài hướng đến những bậc thầy đã dạy Ngài về thiền định, thì các vị ấy đã tịch diệt, đã nâm chung, đã mạng chung. Và Ngài nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như là những người đã cùng tu tập, và Ngài đã bộ hành đi từ cái cội Bồ Đề đến cái vườn Lộc Uyển, vườn Nai để chuyển bánh xe pháp. Và cái bài pháp đầu tiên được thuyết giảng ở trên đời đó là bài chuyển pháp luân. Và Ngài thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như rằng: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạt. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là đạt diệt ta đã chứng, và đây là đạo ta đã tu. Và đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, và đây là đạo các ông nên tu. Đấy là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết giảng như vậy. Nghe bài pháp đấy có hiểu gì không? Đây là khổ,
nghe dễ hiểu thôi. À, sinh già bệnh chết là khổ, ái nhiệt như là khổ, cầu bất đắc là khổ, quán tắng hội gần quán thù mà gần nhau gặp nhau là khổ, văn ra ngõ hẹp và chấp thân năm uẩn này là khổ. Thực ra cái khổ để mà biết thì dễ, để thấy thì khó. Cái khổ ấy nếu như mà mình có thể hiểu ra được thì không khó. À, vì trên cuộc đời có quá nhiều nỗi khổ, nhưng mà để mà thấy được cái khổ ấy trong từng sát na, cái khổ ấy nó sinh diệt liên tục, thì cần phải có tuệ giác, cần phải có tuệ nhãn, cần phải có cái tuệ quán, phải thấy nó bằng cái tâm thuần tịnh siêu nhân, phải thấy nó bằng cái tâm định tính thâm sâu, thấy được cái thân năm uẩn, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, thấy ra được những cái ấy nó luôn luôn sinh diệt, thì mới thấy được cái khổ. Đây là khổ cần phải, các ông cần phải biết. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn sai biệt khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích chung, đều có một cái ý nghĩa chung, đó là chỉ ra cho tất cả mọi người thấy một cái sự thật về khổ, thấy được cái nhân sinh ra khổ, thấy được sự thoát khổ và con đường thoát khổ. Rồi các cái nhân sinh ra khổ đó chính là những phiền não ở trong mình. Sự thoát khổ là khi nào mình chấm dứt được phiền não, và con đường thoát khổ ấy là các cái pháp môn tu tập khác nhau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Cần phải nương vào những pháp môn ấy để tu tập, phải nương vào giới định tuệ để tu tập, phải nương vào chính cái thân tâm của mình, vào cái trí tuệ của mình để mà quan sát, để tu tập, để mà thoát khổ. Vậy thì cái khổ ở trên đời này nó có nhiều, thì sẽ thấy có rất nhiều những cái nỗi khổ bên trong bên ngoài. Chiến tranh từ đâu ra, dịch bệnh từ đâu ra, thiên tai từ đâu ra, ốm đau bệnh tật từ đâu ra, sinh già bệnh chết từ đâu ra, sầu bi ưu não từ đâu ra, những rủi ro, những bất hạnh, những tai nạn, những khổ đau nó từ đâu mà ra. Và khi mình gặp những cái nỗi khổ ấy rồi mình sẽ làm gì, thì tìm ra cái nguyên nhân của khổ thì mới loại trừ được khổ. Có rất nhiều cái nỗi khổ, và những cái người phàm phu, những cái người không hiểu được cái nguyên nhân tại sao mình có những nỗi khổ này, rồi họ đi cầu nguyện, họ cầu xin, nó bảo tại hôm nay là ngày xấu, tại hôm nay là cái năm nay là cái năm hạn, tại có cái sao xấu chiếu mạng, tại không lễ bái, không cắt sao, không giải hạn, không cầu an, tại không cầu xin, không cầu phước, không có thờ tự, không có lễ bái, không có khẩn cầu, không van xin, không ngày nọ. Đấy là những người không hiểu là nhân sinh ra khổ nó từ đâu. Khổ thì ai cũng thấy, nhưng cái nguyên nhân nào nó sinh ra khổ thì không phải ai cũng biết. Và cái sự diệt trừ khổ và cái phương pháp để diệt trừ những khổ đau này thì lại càng thâm sâu, lại càng khó hơn. Vậy thì tất cả những nỗi khổ đau ở trên cuộc đời nó đều sinh ra từ tham, sân, si mà ra. Từ tham cho nên mình mới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, mới dối trá, mới làm những cái việc tội lỗi. Từ sân hận, từ tà kiến cho nên mình mới làm, mới thân mình mới làm những việc tội lỗi, mình mới nói ra những cái điều xấu xa tội lỗi, và mình phải lãnh thọ những cái quả báo, những cái cảm thọ khổ đau khốc liệt do chính những cái hành động ấy, do chính những lời nói ấy, do chính những cái việc làm ấy của mình. Vậy thì Đức Phật đã chỉ ra cho mình thấy cái khổ và nhân sinh ra khổ. Thì mọi người sẽ thấy rằng trên đời này có mấy người thấy được cái khổ. Mình sẽ thấy rằng tôi khổ đau vì tôi không có nhà cửa, không có tiền của, không có xe cộ, không có nhà đầu xe hơi, không có vàng bạc, không có danh vọng, không có chức quyền. Nhưng mà Đức Phật có đầy đủ tất cả những thứ đấy, ngài còn bỏ đi, bỏ ngai vàng như bỏ đi một đôi dép rách. Vậy thì mình đang cầu những cái mà Đức Phật bỏ đi, cầu danh vọng, cầu chức quyền, cầu tài sản, cầu vợ con, thì Đức Phật nói rằng bản thân ta là cái bị già, bị bệnh, bị chết, ta đã đi tầm cầu cái già, cái bệnh, cái chết. Thế là lấy cái khổ để cầu cái khổ. Và người ta chạy theo những cái dục lạc ở thế gian, chạy theo những cảnh sắc đẹp, những âm thanh hay, những mùi hương, những vị ngon,
những sự xúc chạm êm ái của những cái nạn thú, những niềm vui ở trên cuộc đời. Người ta cho rằng là ai có nhiều niềm vui, có nhiều nạn thú ấy là người có nhiều hạnh phúc, là người có nhiều thành tựu, là người có nhiều thành công, là cái người ấy có phước lớn. Thì Đức Phật lại nói rằng là cái người chạy theo tham dục như con chó gặm khúc xương, gặm mãi mà nó không no bụng mà nó đã gãy răng hàm rồi. Vậy chạy theo tham dục không bao giờ thỏa mãn, chỉ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Và cái nhìn của Đức Phật khác, cái nhìn của cái người không hiểu đạo sẽ khác. Chạy theo tham dục như con quạ tha mồi, một miếng mồi tha lên, trăm ngàn con quạ khác bâu vào cắn xé. Như vậy, nhưng mà một người chạy theo những cái danh vọng chức quyền ở đời, trăm ngàn người sẽ chống phá người ấy, trăm ngàn người sẽ đấu tranh đả phá người ấy, người ấy sẽ rơi vào nguy hiểm, rơi vào bất hạnh, người ấy sẽ gặp tai nạn khổ đau bất cứ lúc nào. Khi nào con quạ nó buông miếng mồi xuống thì nó thoát chết. Như vậy, người chạy theo tham dục như người cầm bó đuốc cỏ khô, nó cháy dần, nó cháy đến tay, nó thiêu đốt người ấy. Nếu như buông xuống được thì sẽ được an lành, còn nắm giữ nó thì nó sẽ thiêu đốt. Như vậy, mình còn chạy theo cái dục lạc ở đời, mình bị chính cái dục lạc ấy thiêu đốt. Dục lạc như một cái hầm lửa, mình đi vào mình sẽ bị thiêu thân như thế. Đấy là, vậy thì ở trên cuộc đời này không có cái gì là hạnh phúc, không có cái gì là khổ, là cái niềm vui thật sự, mà nó chỉ là niềm vui giả tạo, cái niềm vui ảo mà thôi. Vậy cuộc đời là để khổ. Và đó phải nhận thức ra được cái cuộc đời là khổ như vậy, và những cái nguyên nhân của những nỗi khổ ấy là vô minh, là tham ái, là cái sự chấp trước, chấp là cái sự mong cầu, là những cái phiền não tiềm ẩn ở trong lòng mình. Và đoạn trừ được những cái phiền não ấy thì cần phải thực hành một cách tuần tự, như là phải hộ trì các căn, phải tránh né những cái cảnh ô nhiễm, cần phải mình cần là phải thiểu dục chi túc, cần sống biết đủ với những gì mình đang có, không tham vọng, không tham đắm, không mong cầu. Và mình cần phải thay đổi những hành động về thân, tránh xa những tội lỗi, lời nói và ý nghĩ, phải tránh xa những tội lỗi, cần phải có chánh niệm tỉnh giác, cần phải tinh tấn thọ trì chánh niệm. Chánh niệm trên một cái pháp môn đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm tưởng Phật Đà tưởng niệm. Mình cần phải luôn luôn tưởng niệm đến Đức Phật, tưởng niệm đến đức hạnh trí tuệ của Đức Phật. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm tưởng giáo pháp tưởng niệm. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm tưởng tăng già tưởng niệm. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm tưởng sắc thân tưởng niệm. Phải niệm cái thân này nó sẽ phải già, phải bệnh, phải chết, và những cái gì mình yêu quý nó sẽ phải xa lìa. Những cái nghiệp thiện ác gì mình đã làm nó sẽ đi theo mình mãi mãi mà thôi. Phải tưởng niệm như thế. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm ý an vui thiền định, ý an vui thiền quán. Mình phải có cái tâm định tính từ cái chánh niệm ấy được thực hành một cách thuần tục, một cách sung mãn, thì cái chánh niệm ấy nó sẽ trở thành cái tâm định tính, một cái tâm thuần tịnh, một cái tâm ni dục, một cái tâm nó ni khỏi những phiền não. Từ cái tâm định tính thuần tịnh, xa lìa các cấu uế, các phiền não, các tham dục ấy, nó mới thấy ra được các sự thật thâm sâu, nó mới thấy ra được đây là sắc thọ tưởng hành thức, nó mới thấy ra được các cái nhân sinh ra khổ, nó mới thấy ra được cái sự vô thường sinh diệt, nó mới thấy ra được cái sự vô ngã, nó mới giác ngộ ra được cái sự vô thường khổ và vô ngã ấy, nó mới đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được chấp trước, và nó đoạn trừ được vô minh. Thì đấy là cái sự giác ngộ, là mình cần phải có chánh niệm như vậy, miên mật như vậy trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, và thực hành các cái chánh niệm tỉnh giác ấy thì mới đi đến giác ngộ được. Nên là khi Đức Phật thuyết giảng về tứ diệu đế
tứ thánh đế, bốn sự thật cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thì tuần tự mọi người bắt đầu giác ngộ. Ông Kiều Trần Như là cái người giác ngộ chân lý đầu tiên, sau đó năm vị ấy trở thành năm vị tỳ kheo và tiếp tục Đức Phật thuyết giảng bài kinh Vô Ngã Tướng. Đức Phật thuyết rằng sắc này không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Cảm thọ vui buồn này nó cũng vậy, nó không phải là ta của ta, đừng có chấp trước nó. Tư tưởng của mình cũng vậy, đừng chấp trước nó. Hành động của mình cũng vậy, và cái nhận biết của mình cũng vậy. Khi nghe xong cái bài kinh ấy thì cả năm anh em Kiều Trần Như đều chứng quả A La Hán, trở thành một bậc giác ngộ. Thì cũng giống như Đức Phật vậy, Đức Phật là bậc giác ngộ và ngài chỉ dạy con đường, chỉ dạy giáo pháp, khai mở ra các chân lý, các sự thật để cho mọi người cũng giác ngộ như Phật. Và năm anh em Kiều Trần Như giác ngộ rồi cũng có túc mạng trí, cũng nhớ được các đời sống quá khứ, cũng có thiên nhãn trí, thấy được các cái cõi sống khác nhau, cũng có nậu tận trí, biết được sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ hết thiết sử phiền não, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy mới là một sự giác ngộ rốt ráo, một sự giác ngộ tuyệt đối. Rồi Đức Phật lại tiếp tục suốt cả một cái cuộc đời của mình chỉ có đi thuyết giảng giáo pháp để cho mọi người cũng khởi lên được cái trí tuệ giác ngộ như mình. Rồi Đức Phật tiếp tục đi thuyết giảng cho tiếp theo, khi độ được năm anh em ông Kiều Trần Như, Đức Phật lại tiếp tục bộ hành. Và lúc ấy có một cái chàng thanh niên tên là Gia Xá. Một cái chàng thanh niên này có một cái căn duyên với Phật, đó là hôm ấy chàng thanh niên này đang ngủ với cô vợ, và khi tỉnh dậy thì thấy cái người vợ mình há mồm ra, sùn vọt mép ra, bốc lên mùi hôi thối. Và cái chàng này đã bỏ nhà ra đi và trong tâm cứ lẩm bẩm rằng thật bất hạnh cho ta, thật khổ đau cho ta, thật là ô uế cho ta, với cái thân thể này thật là ô nhiễm, thật là bất tịnh, thật là ghê gớm. Lúc ấy Đức Phật đang ngồi bên đường, Đức Phật nói rằng này Gia Xá, hãy ngay đây, ở đây có pháp không già, không bệnh, không chết, không có ô nhiễm, không có cấu uế, không có phiền não. Rồi Đức Phật lại thuyết giảng về bốn sự thật: đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, đây là sự chấm dứt khổ. Và cái chàng trai ấy cũng chứng được đạo quả A La Hán, và 54 người bạn của chàng trai này cũng đều đi xuất gia, đều chứng quả A La Hán. Và lúc ấy trên thế gian có 60 vị A La Hán đầu tiên. Thì Đức Phật đã nói rằng là này các tỳ kheo, hãy đi, mỗi người đi trên một con đường, đừng đi hai người trên một con đường. Hãy thuyết pháp hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa, hoàn hảo ở đoạn cuối. Hãy thuyết về khổ, hãy thuyết về nhân sinh ra khổ, hãy thuyết về sự diệt khổ, và hãy thuyết về con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Hãy thuyết về giới, hãy thuyết về định, hãy thuyết về tuệ, hãy thuyết về giải thoát, hãy thuyết về giải thoát si kiến, để dẫn dắt những người chân chánh thực hành đi đến đoạn tận khổ đau. Thì giáo pháp của Đức Phật là thế. Khi Đức Phật giác ngộ rồi thì ngài chỉ có bổn phận, chỉ có nhiệm vụ, chỉ có nguyện vọng, chỉ có một cái tâm nguyện, đó là đi thuyết pháp. Thuyết pháp với mục đích là để giác ngộ cho quần chúng, để giác ngộ cho nhân sinh, để giác ngộ cho chúng sinh muôn loài, để cho chúng sinh muôn loài giác ngộ ra các sự thật. Như vậy, khi các đệ tử của Đức Phật là những bậc đã giác ngộ rồi, Đức Phật cũng khích lệ như vậy, cũng khuyến khích như vậy, hãy đi mỗi người trên một con đường để thuyết pháp, để dẫn dắt, để giác ngộ cho chúng sinh. Rồi Đức Phật lại tiếp tục đến cái khu rừng Uruguena để giác ngộ cho ba anh em vị đạo sĩ thờ nửa, là ba anh em Ca Diếp. Là ba vị đạo sĩ thờ nửa này có 1000 đệ tử thực hành cái pháp môn khổ hạnh, đó là thờ thần nửa. Rồi Đức Phật đã đến ấy, dùng các cái thần thông khác nhau để cảm hóa, để giáo hóa, để quy thuận, để quy phục, để quy hướng năm cái vị, ba cái vị đạo sĩ, ba anh em ông Ca Diếp này, cùng với 1000 đệ tử đã thức tỉnh, đã giác ngộ, đã quy y, đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh,
từ bỏ cái tà đạo, từ bỏ cái tà pháp, từ bỏ tà kiến, và đã chấp nhận theo giáo pháp, họ chỉ giáo pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật, trở thành những vị sa môn thích tử. Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng một bài kinh rằng tất cả đang bốc cháy. Đức Phật mới thuyết giảng rằng này các tỳ kheo, con mắt đang bốc cháy, tai đang bốc cháy, mũi đang bốc cháy, lưỡi đang bốc cháy, thân đang bốc cháy, tâm đang bốc cháy. Bốc cháy là làm sao? Là nó đang bị hoại diệt. Con mắt của mình nó đang hoại diệt dần dần. Con mắt này nó không tồn tại vĩnh càng, vĩnh cửu, không trường tồn bất biến đâu. Mà nó đến một lúc nào đó nó sẽ mờ, nó sẽ mù, nó sẽ hoại diệt, nó mất đi. Tai cũng vậy, người thân ý cũng vậy. Rồi các cảnh của nó là những cái gì mà con mắt mình có thể thấy: đất trời, cỏ cây hoa lá, nhà cửa, thân thể, tất cả những gì có hình tướng, có hình sắc, mình nhìn thấy bằng con mắt này, nó cũng không trường tồn vĩnh cửu đâu. Nó đang hoại diệt, nó đang hủy hoại, nó đang hủy diệt dần dần, nó không có tồn tại mãi. Vậy ý muốn nói rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời ở bên trong này, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, luôn luôn ở trong trạng thái sinh diệt, sinh trùng hoại diệt, sinh già bệnh chết, chứ không có cái gì là tồn tại vĩnh cửu. Nói như vậy để cho một người có trí tuệ hiểu ra rằng là mình không có cái gì để chấp trước, không có cái gì đáng để tham ái đối với nội thân mình và đối với cái ngoại cảnh bên ngoài cũng như nhau. Nó đang hoại diệt, nó giống như là một cái ngọn lửa, nó đang đốt cháy, nó đang hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời. Như vậy mỗi một ngày trôi qua là một ngày mình đang tiến đến cái chết, một ngày mình đang tiến đến cái sự hoại diệt. Mà không phải mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ phút, mỗi sát na, mỗi hơi thở vào ra là mình đang sống trong hoại diệt, mình đang sống trong sự sinh diệt, mình đang sống trong cái lẽ vô thường, mình đang sống trong cái khổ, mình đang sống trong cái giả, cái rỗng không, cái không phải của mình. Nhưng mà mình không nhận ra điều ấy, mình lại bảo đây là con mắt của tôi, tai, mũi lưỡi thân ý của tôi, đây là những cảnh sắc, những cái mà mình nhìn thấy, nhà cửa của tôi, quần áo của tôi, xe cộ của tôi, tiền vàng bạc của tôi, con tôi, nhà cửa tôi, người ngu sinh ưu não, tự ta còn không có, con đâu, nhà cửa đâu. Nên là với một cái người ngu sẽ nói rằng là ta hạnh phúc với vợ con, nhà cửa, ta có bò, ta hạnh phúc với bò, ta có vườn, ta hạnh phúc với vườn, ta có vợ, ta hạnh phúc với vợ, ta có con, ta hạnh phúc với con. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng ta khổ đau ấy, vì có nhà cửa vợ con, còn hạnh phúc khi mà mình không có nhà, ta hạnh phúc vì ta không có nhà, không có cửa, không có vợ, không có con, đấy mới là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là cái tâm buông xả, là cái tâm không tham ái, là cái sự không chấp trước, là thấy được cái thân này là đất nước nở gió, là vô thường, là giả tạm, là khổ, là vô ngã, đấy mới là hạnh phúc. Còn nếu như mình có tham ái, có chấp trước thì đấy là khổ đau. Khi nào mình có sự chấp trước, có tham ái thì có khổ đau. Khi nào mình có sự nghi tham, khi nào có sự chánh niệm, khi nào có tỉnh giác thì khi ấy có hạnh phúc. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật thì dạy như thế. Phật nói là mọi thứ trên đời nó đang bốc cháy. Rồi bên trong mình, thân bên trong, cảnh trần bên ngoài, cho đến những cái tâm thức của mình, các cái thọ tưởng hành thức của mình, cái sự nhận biết của mình, nó cũng luôn luôn hoại diệt, nó luôn luôn dao động, luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi như thế. Vậy là một cái người giác ngộ như thế, hiểu ra như vậy thì chấm dứt khổ đau. Cũng như vậy Đức Phật tiếp tục cái cuộc hành trình của mình đi thuyết pháp để giác ngộ cho chúng sinh, thì đi đến đâu Ngài cũng thuyết giảng như vậy để cho mọi người nhận thức ra được có cái thân này là có khổ, có các cái mình tham ái với cái gì đó đều là nhân sinh ra khổ. Khi mà mình đã gieo những cái tham ái từ quá khứ thì mình có cái khổ ở cái hiện tại này, là cái xác thân này. Rồi mình có tham ái ở hiện tại thì mình sẽ có cái khổ đau, là có cái thân nam muội ở tương lai. Khi nào mình đoạn trừ được cái tâm tham ái ở hiện tại này thì tương lai mình không còn cái thân nam muội để đau khổ nữa, thì mới chấm dứt được khổ đau.
vậy cái con đường để chấm dứt khổ đau là phải loại trừ được những cái phiền não ở trong lòng, những vô minh, những tham ái, những chấp trước ấy. Và để loại trừ được nó, mình cần phải thấy ra được các sự thật, thấy ra được cái vô thường, thấy ra được cái khổ, cái vô ngã, cái giả tạm ấy, thì mới thoát đi ra được những cái vô minh tham ái. Rồi Đức Phật tiếp tục cứ đi thuyết giảng như vậy. Rồi Đức Phật khi đã trở về hoàng cung để hóa độ cho những hoàng thân quốc thích của mình, thì Đức Phật đã nói lên những cái tiền thân của mình. Đức Phật nói rằng là vì Ngài là một cái vị Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu suốt sinh xuống cái cõi này, và đây là cái kiếp cuối cùng. Cái kiếp này Ngài sẽ thành Phật Chánh Đẳng Giác, thuyết giảng giáo pháp, giác ngộ cho đời. Và đây là kiếp cuối cùng, vĩnh viễn Ngài không còn tái sanh trong tam giới nữa. Rồi Đức Phật lại thuyết giảng về tiền thân, và trong những kiếp quá khứ, trước khi Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh ở trên cõi trời, thì Ngài là một vị Bồ Tát đã từng thực hành Bồ Tát đạo ở trong nhân gian này 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Ngài đã để mà có được cái trí tuệ giác ngộ này, không phải tu một đời một kiếp mà thành tựu được. Ngài phải tu rất lâu, rất nhiều đời, rất nhiều kiếp mới thành tựu được. Hàng trăm ngàn đại kiếp trái đất, 4 A Tăng kỳ kiếp về trước, Ngài đã phát nguyện thành Phật. Ngài đã được Phật Vibhavara thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật ở tương lai. Và Ngài tiếp tục để trau dồi, để tích lũy, để vun bồi những cái công đức, vun bồi những cái phước lành để trở thành một vị Phật được gọi là tích lũy ba la mật. Thì trong suốt 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp ấy, vị Bồ Tát ấy phải thực hành những cái hạnh bố thí. Ngài có thể bố thí những cái tài sản của mình, Ngài có thể bố thí cả những cái nó thuộc về nội thân của mình, như có thể bố thí mắt, và Ngài có thể bố thí mạng sống của mình, bố thí nội tạng, bố thí mạng sống, bố thí tài sản, bố thí vợ con nhà cửa. Đấy là những cái pháp bố thí ấy. Và mỗi khi bố thí thì cái vị Bồ Tát luôn luôn có cái ước nguyện, cầu mong cho tôi sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai. Thì ấy luôn luôn tưởng niệm đến cái sự bố thí. Vậy khi bây giờ và khi sau này Đức Phật đi thuyết giảng giáo pháp, vậy Ngài sẽ quan sát căn cơ của chúng sinh. Những ai đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi thì Ngài biết là người ấy có thể giác ngộ được trong đời này, thì Đức Phật sẽ thuyết pháp cho người đó giác ngộ ngay tức thì. Nhưng với những người thì công đức tu tập nó còn mỏng manh, chưa đủ cái điều kiện để giác ngộ, thì Đức Phật cũng dạy cho người đó tích lũy các ba la mật. Các ba la mật mà Đức Phật đã tích lũy trong quá khứ đó là bố thí. Khi bố thí thì phải có cái tâm hoan hỷ rằng là thật là may mắn cho ta, thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Trong cuộc đời bị những cái sam tham ô nhiễm, ta sống không có sam tham, ta bố thí một với tâm rộng rãi, với bàn tay rộng mở, mong có người đến xin, mong có người đến yêu cầu. Đấy là cái sự hoan hỷ, đấy là cái tưởng niệm trong cái hành bố thí. Và cái sự bố thí ấy để phát nguyện đắc cái sự giác ngộ giải thoát được tương lai. Vì ấy cần phải thực hành vun bồi cái hành trì giới, vì ấy thọ trì giới, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu. Vì ấy thọ trì những cái giới chỉ trì ngăn ngừa việc ác. Vì ấy phải thọ trì những cái giới ác trì, những cái giới nên làm, tích cực làm việc thiện. Đó là vì ấy thọ bắt quan trai giới, thì vì ấy ngăn ngừa không ăn phi thời, không đàn ca múa hát, không trang điểm, không nằm dưới quá cao và xinh đẹp. Rồi vì ấy thọ trì những cái giới nhỏ và những giới lớn. Rồi vì ấy phải nguyện rằng thật là lợi ích cho ta, quả thật các giới mà ta đã thọ trì, ta không để cho giới nào bị đứt, ta không để cho giới nào bị lùng, ta không phạm vào giới nào, ta không có làm ô nhiễm giới nào. Các giới ta thọ trì một cách trọn vẹn, một cách lành lặn, một cách thanh tịnh, một cách tuyệt đối, hoan hỷ với sự thọ trì các giới ấy. Và vì ấy cần tích lũy những cái ba la mật về trì giới như vậy. Vì ấy tích lũy các ba la mật về cái sự xuất đi
một vị Bồ Tát cần phải có cái hạnh xuất ly. Xuất ly đó là xa lìa cái đời sống trần tục, xa lìa cái đời sống ô nhiễm, xa rời cái đời sống hưởng thụ ngũ dục, và vị ấy sống cái đời sống ly dục, sống cái đời sống thanh tịnh, sống cái đời sống ly tham, sống cái đời sống xuất gia. Thì đấy là gọi là xuất ly. Bằng cái hạnh xuất ly như vậy thì vị ấy phát nguyện từ cái sự tu tập các cái công đức này để trở thành Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Rồi thì ấy tiếp tục thực hành những cái hạnh đó là tinh tấn. Tinh tấn ngăn ngừa những cái việc ác, tinh tấn làm những cái việc thiện, những cái việc ác nó sinh rồi, tinh tấn đoạn trừ những cái việc thiện nó chưa phát được, tinh tấn phải thành tín, tinh tấn nỗ lực làm theo, tinh tấn thực hành giới định tuệ, tinh tấn làm các thiện pháp. Đấy là cái hạnh tinh tấn của vị ấy. Rồi vị ấy thực hành bằng cái hạnh kham nhẫn, bằng cái hạnh nhẫn nhục, bằng cái sự kham nhẫn những cái sự mạ nị phỉ báng, kham nhẫn với cái sự khinh bỉ, kham nhẫn với cái sự đau đớn về thể xác, kham nhẫn với cái sự nhục nhã về tinh thần, kham nhẫn với cái sự đói khát nóng lạnh, kham nhẫn đối với nội thân, với những cái phiền não ở trong lòng, và kham nhẫn cái phiền não ở những cái người khác tác động lên bản thân mình. Vì ấy phải kham nhẫn, vì ấy kham nhẫn như đất. Đất có thể, người ta có thể đổ những cái đổ ô uế, nhưng đất không phan, không than vãn, không không có trách móc, không có phiền hà, không có sân hận với ai. Vì ấy kham nhẫn như nước. Nước người ta có thể rửa ở đấy những cái vật thanh tịnh, những cái vật ô uế, nhưng nước không có sân si tật đố, không có than vãn, không có ấm ức, không có chịu. Vì ấy phải kham nhẫn như lửa, có thể đốt cả những cái vật tốt và vật xấu. Vì ấy phải kham nhẫn như gió, có thể đưa cả những cái mùi thơm và mùi thối. Như vậy, giữa cái sự khen chê, giữa cái sự yêu ghét, giữa những cái tốt xấu ở cuộc đời, vì ấy cần phải có cái tâm tự tại, không dao động. Vì ấy phải bất động thì đó mới là kham nhẫn. Vì ấy phải thành tựu cái hạnh kham nhẫn ấy, phải thực hành cái hạnh kham nhẫn ấy, phải viên mãn cái hạnh kham nhẫn ấy. Rồi tiếp theo nữa, đó là vì ấy phải có cái hạnh nhờ chân thật. Một vị Bồ Tát muốn thành tựu Chánh Đẳng Giác, vì ấy không thể là một cái kẻ giả dối, không thể là một cái người dối trá. Vì ấy phải chân thật trong lời nói, phải chân thật trong đời sống, phải chân thật trong hành động, phải chân thật trong ý nghĩ, thì vì ấy mới thành tựu, phải viên mãn hạnh chân thật ấy. Rồi vị Bồ Tát ấy cần phải viên mãn, đó là cái hạnh quyết đoán, đó là cái hạnh quyết định. Khi đã làm một cái việc gì, phải làm cho thành tựu, phải làm cho viên mãn. Nên vì ấy phát nguyện rằng ta thà tổn hại đến tài sản vật chất, chứ những gì ta đã thọ trì, những gì ta đã tu tập, những giới hạnh nào ta đã thọ trì, ta sẽ không phạm giới. Ta thà có bị tổn hại đến thân thể, chứ ta không phạm giới. Ta thà chết, chứ ta không phạm giới. Vì ấy quyết định như vậy, vì ấy quyết đoán như vậy, vì ấy tu tập một ngày một đêm, thì vì ấy sẽ quyết định, ta sẽ tu tập một ngày một đêm, dù cho thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không thối nhung. Vì ấy tu tập một đời một kiếp, thì vì ấy cũng phải quyết định như vậy. Ta sẽ tu tập chọn đời chọn kiếp những pháp môn này, những giới hạnh này, những con đường này, cho thà thịt nát xương tan, ta cũng không thối lui, không thối thất, không từ bỏ. Đấy là cái quyết đoán của vị ấy, đó là cái quyết định, đó là cái sự thành tín. Về cái sự quyết định ấy là nhân để đi đến giác ngộ. Rồi vị ấy cần phải thực hành tu tập về từ tâm không hận không sân. Vì ấy cần phải có cái tâm từ mẫn, có cái tâm từ ái, mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi nỗi khổ về tâm, thoát khỏi những hiểm nguy, những rủi ro tai nạn, và đạt được những điều hạnh phúc an vui. Cần phải có bi tâm, mong cho những chúng sinh khổ đau thoát khổ đau. Cần phải có hỷ tâm, mong cho những chúng sinh được an vui, không phải xa lìa sự an vui ấy. Cần phải có xả tâm, thấy rằng chúng sinh khổ đau hay hạnh phúc là do những ác nghiệp và thiện nghiệp của họ đã tạo. Họ là chủ nhân của nghiệp,
họ là thừa thứ của nghiệp, họ đang thừa hưởng những cái nghiệp thiện ác do họ tạo ra. Đấy là cái trí tuệ, đấy là chánh kiến, đấy là cái lòng từ bi hỷ xả. Vì ấy cần phải có cái tâm buông xả, không tham ái, không đắm nhiễm đối với những cái cảnh sắc thanh hương bị xúc phạm trên cuộc đời. Rồi vì ấy cần phải có cái trí tuệ để nhận biết đúng các cái sự thật, phải trái chánh tà, thiện ác đúng sai, phải viên mãn những cái ba la mật ấy với cái trí nguyện sẽ trở thành một bậc giác ngộ, thì vì ấy mới trở thành giác ngộ được trong cái kiếp hiện tại này. Đức Phật trở thành một bậc giác ngộ bởi vì Ngài đã viên mãn các đức hạnh ấy, viên mãn các phước ngành ấy, viên mãn các cái ba la mật ấy. Đức Phật đã viên mãn tất cả những công đức ấy rồi, Ngài mới thực hành giới định tuệ. Rồi từ sự thực hành giới định tuệ ấy, Ngài giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, Ngài chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt loạn hết tất cả những vô minh tham ái phiền não và chấm dứt khổ đau. Rồi Đức Phật cũng thuyết giảng giáo pháp như vậy. Ngài thấy rằng những ai đã từng có nhiều đời nhiều kiếp tích lũy được những ba la mật, đã có những cái ước nguyện rồi, thì ngay trong kiếp sống này Đức Phật có thể khơi dậy được cái trí giác ngộ của người ấy. Ngài có thể thuyết giảng cho người ấy giác ngộ ra bốn sự thật để chấm dứt khổ đau, để giác ngộ chân lý. Còn những ai chưa có đủ cái điều kiện, chưa có đủ cái công đức, chưa có đủ cái phước lành để thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ ngay trong đời này, thì Đức Phật cũng sẽ dạy cho người ấy vun bồi những cái công đức, vun bồi những cái ba la mật để giác ngộ trong đời vị nạn. Vậy thì có những người có thể nhờ gặp giáo pháp, nhờ nghe giáo pháp, nhờ thực hành giáo pháp mà vị ấy có thể trở thành một bậc giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nhưng cũng có người có gặp, có nghe, có thực hành giáo pháp, nhưng mà vì vô minh của mình còn sâu nặng, phiền não của mình còn sâu dày, thì mình cần phải tu tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, tùy duyên mỗi người. Nên là trong thời Đức Phật thì có rất nhiều người có đủ các ba la mật, có rất nhiều người có đủ khả năng để giác ngộ như Phật. Nhưng mà giáo pháp truyền thừa trải qua nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, rồi những người có ba la mật dần dần bớt đi, giảm đi và dần dần cạn đi, dần dần vơi đi, dần dần ít đi, thì những người giác ngộ cũng ít dần đi. Và những người mà chưa đủ cái điều kiện, cái khả năng giác ngộ, thì mỗi một ngày mình học giáo pháp, mình cũng có được một cái sự giác ngộ tương đối, đó là sự nhận thức đúng. Từ đó gọi là văn tuệ, từ nghe pháp mà có thể giác ngộ, từ tư duy theo pháp có thể giác ngộ, thực hành theo pháp có thể giác ngộ. Mỗi một ngày trôi qua, mình phải xem cái trí giác ngộ của mình nó có tăng trưởng lên không. Cái trí giác ngộ của mình có thấy được cái sự khổ nhiều hay ít. Với cái người nào luôn luôn có cái sự nhận định, nhận xét, nhận biết, thấy là cuộc đời này là khổ. Bởi vì sao nó khổ? Bởi vì nó vô thường. Tại sao nó vô thường? Bởi vì có sinh thì phải có tử. Với cái người nào luôn luôn nhận định như vậy, chắc chắn ta phải già, chắc chắn ta phải bệnh, chắc chắn ta phải chết. Cái người nào luôn luôn có cái chánh niệm như vậy, có thức tỉnh như vậy, có ý thức như vậy, có tác ý như vậy, có suy xét như vậy, thì người ấy sẽ giảm bớt những tham dục, sẽ giảm bớt đi những tham ái, sẽ giảm bớt đi những phiền não, và chính vì vậy thì ấy tăng trưởng trí tuệ lên. Cái người nào mà hay có cái suy xét, hay có cái suy nghĩ rằng là khổ đau hay hạnh phúc là do ta, không phải do ai cả, cứ có phiền não là có khổ đau, mỗi khi có một cái tâm tham nó khởi lên thì ấy cảm thấy tâm tham này là bất hạnh, tâm tham này là nguy hiểm, tâm tham này sẽ đưa đến những cái quả báo khổ đau bất hạnh ở tương lai. Có cái sự ghê sợ đối với những cái tham ái ấy, sự hổ thẹn đối với tham ái ấy, biết rằng tham ái ấy là nhân sinh ra khổ đau.
Mỗi khi nào có sân hận khởi lên thì hãy biết rằng sân hận này là nhân của địa ngục, nhân của ngã quỷ, nhân của súc sinh, nhân của sinh già bệnh chết, nhân của sầu bi khổ ưu não. Sân hận ấy, tham ái ấy cần được loại trừ. Mỗi khi nào có ngã mạn khởi lên, mỗi khi nào có tật đố ghen ghét khởi lên, mỗi khi nào có bòn sẻn ích kỷ khởi lên, mỗi khi nào có tà kiến khởi lên, mỗi khi nào có cái ác ý khởi lên, thì cần luôn luôn nhận thức ra rằng nó là nhân của khổ đau, nó là những cái nguyên nhân của sinh già bệnh chết, nó là nguyên nhân của đọa xứ. Cần phải đoạn trừ nó. Khi nào đoạn trừ nó, mình sẽ an vui. Khi nào trong nội tâm của mình không có tham, mình biết tâm mình không có tham. Khi nào mình không có tham ấy sẽ là nhân của hạnh phúc, nhân của an vui. Khi nào không có sân, mình nhận biết tâm mình không có sân. Không có sân là nhân của hạnh phúc, an vui. Không có si mê tà kiến, mình nhận biết như vậy. Có tham sân si ngã mạn tà kiến, mình cũng nhận biết như vậy. Vậy tham si ở nội tâm, vô tham sân si ở nội tâm, khổ đau nó sinh ra từ trong tâm, hạnh phúc an vui sinh ra từ trong tâm. Si mê tà kiến sinh ra từ trong tâm, giác ngộ giải thoát niết bàn sinh ra từ trong nội tâm. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật thì dạy mình quay về tu tập nội tâm. Đức Phật vậy, Ngài quay trở về tu tập nội tâm. Sau Ngài, lúc ấy đang là một vị vua không ngồi trên ngai vàng mà tu. Ngài ngồi trên ngai vàng, ngồi trong cung điện nên cho nó mát mẻ, cho nó ấm no, cho hạnh phúc, ngồi đấy mà thành Phật. Sau Ngài ngồi đấy mà Ngài lại phải đi đến gốc cây Bồ Đề để mà ngồi mà thành Phật. Như vậy thì bây giờ mình ngồi ở nhà tu có thành Phật được không? Không. Thành giác ngộ được không? Thì ở nhà mình sẽ có vợ con, có nhà cửa, có tài sản, nó đập vào mắt, nó đập vào tai, đập vào mũi, đập vào lưỡi, đập vào thân, vào ý của mình. Những cảnh trần ấy làm cho mình phiền não, làm cho tâm loạn động, làm cho tâm náo động. Muốn cho tâm, nếu mình được giải thoát ấy thì mình cần phải có một cái nơi thanh tịnh, có một cái chú xứ thanh tịnh, có một cái môi trường thanh tịnh, và mình cần phải thực hành một cái giáo pháp đưa đến thanh tịnh, và mình cần phải thanh tịnh hóa nội tâm, cần phải thanh tịnh hóa cái chi kiến, cần phải thanh tịnh hóa cái nhận thức của mình thì mới đi đến cái sự giác ngộ được. Như vậy thì Đức Phật phải xa lìa cái đời sống hưởng thụ những cái ngũ dục ấy, rồi Ngài phải sống bằng cái đời sống độc cư, sống bằng cái đời sống viễn ly. Ngài cần phải mới giữ được cái đức hạnh, Ngài mới giữ được cái tâm, mới chánh niệm tỉnh giác, Ngài mới nhập thiền được, Ngài mới có thể chứng ngộ, chứng đắc được cái đạo quả giác ngộ niết bàn. Rồi khi dạy cái giáo pháp giác ngộ ấy đến nhân gian thì Ngài cũng dạy như những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua, như những cái gì mình đã chứng đắc thì Ngài cũng truyền đạt, truyền dạy, giáo hóa cho người khác cũng chứng đắc, chứng đạt và giác ngộ những cái gì mà Ngài đã chứng đắc, chứng đạt và giác ngộ. Chứ Ngài không che giấu một cái gì, Ngài không giấu giếm một cái gì, Ngài không bỏ sẻ về pháp. Như vậy, vậy thì bây giờ mình là cái người học pháp của Phật, mình căn cứ vào cái sự tu tập của Đức Phật, và sẽ từ đó mà nhận thức ra cái con đường tu tập của mình. Tu tập giống như Phật thì mình mới thành Phật, tu tập không giống Phật làm sao thành Phật được. Như vậy khi mà Đức Phật có túc mạng trí, Ngài mới thấy ra được những cái nghiệp và quả của nghiệp, cái nhân quả, cái nghiệp báo. Thì bây giờ mình phải tin vào những cái pháp mà Đức Phật dạy là nó có nhân, có quả. Vậy thì những cái thiện nghiệp mà mình đã làm ra nó sẽ để lại cái quả lành, an vui, hạnh phúc. Những ác nghiệp mình làm ra nó sẽ cho cái quả báo khổ đau. Đấy là tin như thế, tin vào những cái gì Đức Phật đã chứng ngộ, và tin rằng tất cả những cái khổ đau là do những phiền não tham sân si, chứ không phải là do những quan điểm, không phải giống như những cái quan niệm, không phải là như những tín ngưỡng, không phải là như những cái tục lệ dân gian, mà những người sống theo những cái tà kiến ở dân gian, theo những cái tục lệ ở dân gian, theo những cái văn hóa truyền thống ở dân gian, có nhiều cái si mê, có nhiều cái tà kiến, có nhiều cái không đúng với chánh pháp, không đúng với chân lý, không đúng với sự thật,
thì mình cần phải loại bỏ, cần phải từ bỏ, cần phải thức tỉnh, cần phải buông bỏ, và mình cần phải chấp nhận, mình cần phải khởi lên cái niềm tin, và mình cần phải thọ trì và cần phải thực hành những cái pháp đúng với chân lý, đúng với sự thật, đi đến đoạn trừ phiền não, đi đến chấm dứt khổ đau. Vậy với cái ngày Phật đản sinh là cái ngày để mình tưởng nhớ đến ba cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, đó gọi là lễ Tam hợp Vê Sắc, kỷ niệm ngày Đức Phật thản đản sinh. Để làm gì? Để mình nhớ lại một vị Bồ Tát đã ra đời dưới gốc cây Vô Ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, một vị có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy là cái ngày để mình tưởng nhớ đến cái vị ấy đã từ bỏ cái đời sống thế tục, đã đi xuất gia, đã thực hành thiền định dưới cội Bồ Đề, đã chiến thắng ma quân, đã chứng thành đạo quả, đã trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Để mình nhớ về cái giáo pháp mà vị chánh đẳng giác đã thuyết giảng, đã chỉ giáo, đã giảng dạy, đã thức tỉnh cho đời, đã giác ngộ cho đời, đã dẫn dắt cõi đời đi đến thoát khỏi u mê tà kiến, thoát khỏi phiền não khổ đau, đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau, đạt an vui tuyệt đối. Đó là những cái pháp nói về các sự thật. Sự thật về cuộc đời là biển khổ, sự thật rằng tất cả nỗi khổ trên đời là do phiền não, sự thật rằng khi nào chấm dứt phiền não mới hết khổ đau, và sự thật rằng muốn chấm dứt phiền não ấy phải thực hành theo bát chánh đạo, phải có chi kiến đúng, phải có nhận thức đúng, chi kiến đúng, nhận thức đúng sinh ra từ sự thân cận các bậc thánh nhân, thân cận các bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, ghi nhớ giáo pháp, tưởng nhớ giáo pháp, họ chỉ giáo pháp, và tư duy về giáo pháp ấy, thay đổi những cái thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành bằng thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, từ bỏ những cái hành động, lời nói bất thiện, những việc làm bất thiện, rồi tinh tấn thực hành những cái pháp về giới, về định, về tuệ, thì mới đoạn trừ được phiền não, mới đạt được chánh trí, mới chứng ngộ được niết bàn, mới chấm dứt khổ đau. Đó là cái giáo pháp mà Đức Phật đã truyền giảng, đã truyền dạy cho đến cuối đời, suốt cả cuộc đời Ngài chỉ làm phận sự ấy, làm nhiệm vụ ấy, đó là thuyết giảng giáo pháp để khai mở cái con đường giác ngộ cho đời. Rồi đến cuối cuộc đời Ngài cũng thuận theo lẽ vô thường mà nhập niết bàn dưới hàng ta na song thọ, và đó là sự kiện mà Đức Phật đã nhập đại bát niết bàn. Ngài có đản sinh, Ngài có xuất gia tu hành đạo quả, Ngài có thuyết giảng giáo pháp, và Ngài có từ giã cuộc đời, Ngài có nhập niết bàn chấm dứt khổ đau. Đức Phật ra đời và tồn tại trên cuộc đời cả cái tuổi đời, tuổi đạo của Ngài 80 năm được khỏi đời, rồi Ngài rời khỏi nhân gian, nhưng giáo pháp vẫn còn mãi. Đến cuối cùng khi Đức Phật nhập niết bàn thì Ngài có di huấn lại cho các đệ tử của mình rằng hãy tự mình là ngọn đèn, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp làm thầy, hãy nương tựa vào giáo pháp, hãy lấy giáo pháp mà thắp sáng cái trí tuệ của mình, và nương vào giáo pháp thì sẽ đi đến chấm dứt khổ đau. Và cái câu cuối cùng mà Đức Phật nói sau trước khi nhập niết bàn đó là các pháp ở hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên, hãy thực hành chánh niệm để chấm dứt khổ đau. Đấy là Đức Phật nói là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là vô thường giả tạm, mình không thể nương tựa được cái gì cả, hãy thức tỉnh về cái lẽ vô thường ấy, hãy luôn chánh niệm về cái sự vô thường ấy, hãy tinh tấn ghi nhận cái sự vô thường giả tạm ấy, vì tinh tấn ghi nhận như vậy, chánh niệm như vậy, tham ái không khởi lên, phiền não không khởi lên, tà kiến không khởi lên, sân hận không khởi lên, và đó chính là cái con đường đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau. Rồi giáo pháp ấy vẫn cứ tồn tại mãi, khi nào còn có
khi nào trên thế gian này còn có những người có đủ trí tuệ để học giáo pháp, để hiểu giáo pháp, để thực hành giáo pháp, để thọ trì giáo pháp, để chứng ngộ được giáo pháp, thì khi ấy giáo pháp còn tồn tại. Và khi nào giáo pháp còn tồn tại thì hàng năm cứ đến ngày rằm tháng tư là mọi người lại tưởng nhớ về Đức Phật, một bậc khai đạo mở đạo, một bậc đã thuyết giảng ra cái con đường giác ngộ chấm dứt khổ đau cho đời. Và hôm nay đã trải qua hơn 2.600 năm, hơn 2.500 năm Phật lịch rồi, thì những người con Phật vẫn còn tưởng nhớ về Đức Phật, là mình ôn lại cái cuộc đời, ôn lại cái đạo nghiệp, ôn lại cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, để cho mình ghi nhớ những cái tấm gương của Đức Phật, học theo giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và để cho mình cũng đạt đến cái sự giác ngộ giống như Phật, để mình cũng giải thoát khổ đau giống như Phật, để một ngày nào đó mình cũng nhập niết bàn giống như Phật. Đây là sự chấm dứt của giải pháp hôm nay. Chúc các Phật tử giác ngộ và giải thoát và chứng ngộ niết bàn giống như Đức Phật.